Xin chào mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp nhau ở trên vlog. Và ngày hôm nay thì hãy đi chơi cùng với Bún. Xin chào này. Hôm nay bố mẹ và Bún được nhận lời mời tham dự khai trương Kidzania đấy mọi người ơi. Kidzania Hà Nội là khu vui chơi giải trí quốc tế dành cho trẻ em từ 4 đến 14 tuổi, đã có mặt trên 17 quốc gia và ngày hôm nay đã khai trương cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đấy mọi người ơi. Kidzania Hà Nội hoạt động theo mô hình vui chơi nhập vai. Trẻ em sẽ đóng giả là người lớn và tham dự các công việc khác nhau như nhân viên ngân hàng, phi công, nhân viên khách sạn, cầu thủ bóng đá, sàn diễn thời trang và rất nhiều những công việc đầy sáng tạo khác. Nào, cùng gia đình mình khám phá thế giới thu nhỏ Kidzania ngay thôi nào. Khác biệt với các khu vui chơi khác, Kidzania có một đất nước riêng cho trẻ em làm chủ với đồng tiền riêng, quốc gia riêng và có một hội đồng thành viên duy trì đất nước. Khi mà bé đến đây vui chơi á, thì hoàn toàn tự lập nhập vai vào công việc mà bé lựa chọn. Bố mẹ sẽ chỉ đứng bên ngoài và quan sát con thôi. Nghe đến đây thôi là các bố mẹ có thấy tò mò giống như mình không? Bởi vì mình cũng rất muốn được tham gia chơi cùng các con. Nhưng rồi mình sẽ được nhìn tụi nhỏ tự lập khám phá các sở thích cũng như kỹ năng của bản thân từ sớm. Thật sự cảm thấy yên tâm, xen lẫn ngưỡng mộ tuổi thơ thật sự của các bé.